Chiều nay, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung đã tổ chức thi công những hạng mục cuối cùng của đường dây 220 kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và tiến hành đóng điện hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Dự án đưa vào khai thác sẽ tạo liên kết lưới điện 220 kV giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực và phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương trong vùng dự án. Đường dây 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn qua địa bàn thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. Những công nhân kỹ sư của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đang tiến hành thi công những hạng mục lắp đặt kéo đường dây qua các trụ từ 18 đến 21. Công việc được làm khẩn trương để đảm bảo an toàn kỹ thuật cho công tác đóng điện vào đêm nay. Trong quá trình triển khai thi công, một số hộ dân đã chưa hiểu hết được ý nghĩa của dự án nên chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, chính quyền thị xã Đức Phổ đã vào cuộc mạnh mẽ đến tận nhà các hộ dân tuyên truyền vận động thuyết phục, nên người dân đã đồng thuận ủng hộ. Cái dự án đây là đi qua cái địa phương đây là cũng lâu, nhưng mà từ hồi trước đến giờ là có một số hộ dân là người ta chưa có hiểu, cho nên người ta chưa có đồng thuận. Nhưng mà qua hai buổi là chủ tịch ủy ban dân thị xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp, cho nên người dân đã hiểu và đồng thuận và cũng nhận thức được là cái lợi ích về cái dự án này đi qua, cho nên là người dân cũng ủng hộ rất là nhiệt tình. Và hiện nay thì dự án đã đến bây giờ thì cũng đã là hoàn thành, gần như là hoàn thành đã xong, cho nên là người dân rất là ủng hộ. Dự án đường dây 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn đi qua địa bàn hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi có chiều dài 141 km với 354 vị trí móng. Trong đó, đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 32,5 km qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, có 368 hộ dân chịu ảnh hưởng của việc thi công dự án. Khi tiến hành thi công, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và có phương án bồi thường, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân chịu ảnh hưởng của dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành đóng điện an toàn. Dự án đường dây 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn là có một tầm quan trọng rất lớn. Thứ nhất là nó là kết lưới 220 khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thứ hai là nó sẽ là nơi là tiếp nhận tất cả các nguồn từ điện gió, điện thủy điện, mà đặc biệt là bây giờ là điện năng lượng mặt trời của khu vực miền Trung đang phát triển. Cái thứ ba là nó sẽ làm cho thành một hệ thống an toàn trong quá trình vận hành. Đó là ba cái mục tiêu rất là lớn của đường dây. Thì để xây dựng đường dây này là được sự hỗ trợ rất là tối đa của ủy ban dân các cấp từ tỉnh, thị xã tới xã và sự đồng thuận của người dân để cho đường dây đến thời điểm bây giờ đã cơ bản hoàn tất và chúng tôi đang hoàn thiện các cái giai đoạn cuối cùng về mặt an toàn để đóng điện cho hôm nay. Việc đưa đường dây 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.